Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, giáo dục nơi đây còn nhiều thách thức, tỷ lệ lao động qua đào tạo dù có nhiều cải thiện nhưng thấp hơn các vùng kinh tế khác và thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Để giáo dục và đào tạo miền Tây Nam Bộ không còn là vùng trũng, cần sự chung tay góp sức của tất cả các cấp, các ngành địa phương, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay ươm những hạt mầm tri thức trên đất chính rộng. Tiếp tục hành trình kế sự hạt mầm tri thức, chúng tôi về huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vùng đất Trù Phú nằm cạnh sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn hai xã Nhị Long và Nhị Long Phú, nơi được dân gian gọi là xứ dừa đỏ. Theo các bậc cao niên xứ này, hồi trước tại khu vực chợ Nhị Long ngày nay có một hàng dừa cho trái màu đỏ. Người dân thấy lạ nên gọi luôn nơi đây là xứ dừa đỏ. Tên gọi này được người dân sử dụng đến ngày nay. Thậm chí các ấp của hai xã Nhị Long và Nhị Long Phú cũng có tên là dừa đỏ. Xứ dừa đỏ ngày trước là vùng căn cứ cách mạng, nơi nhân dân nuôi giấu bảo vệ cán bộ chiến sĩ ta, trong đó có Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hai xã Nhị Long và Nhị Long Phú đã được Đảng và Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến tranh qua đi, ký ức về một thời bơm cày đạn xới vẫn luôn hiện hữu trong tâm tưởng của nhiều người dân xứ này. Nhưng họ đã vượt qua nỗi đau để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt, dừa đỏ là nơi có phong trào khuyến học nổi bật với rất nhiều gia đình hiếu học. Ở xã Nhị Long, ai cũng biết đến tấm gương hiếu học của gia đình ông Phạm Văn Nhanh ở ấp Rạch Mát. Thời kháng chiến, do điều kiện khó khăn nên ông Nhanh không được học hành tới nơi tới chốn. Sau này khi có điều kiện, ông quyết tâm đi học bổ túc và hoàn thành chương trình trung học phổ thông vào năm 2009. Nói thật ra là Nhị Long rồi, nó khao khát cái sự học. Nói chung là chiến tranh là không có trường mà không có chỗ học, không có thầy dạy. Có nhiều ông lại học chưa hết tiểu học mà phải đứng ra dạy lớp đêm. Mà dạy không có trường, mà dạy cũng như là bình dân học vũ. Ở trong đó có anh tôi, ảnh vừa du kích mà vừa dạy. Dạy kiểu vậy đó, rồi mấy em á là người ta nói ở đâu mà nó an ninh mà nó an êm tĩnh mà được học hành nó quý quá. Còn Nhị Long mình là cái vùng trắng, nó còn vài trái bom nó cũng lợi, nó hất để nó về. Còn hành quân á, có thể một tháng là chừng 15-20 lần cũng có hành quân. Cho nên cái việc học hành nó khó lắm. Mà cái người dân mà có con em là nói chung với họ tuổi lắm, là tại vì không có được học hành. Cho nên từ chỗ đó mà chính như tôi lấy gia đình tôi đi, là khao khát cái sự học. Ba dạy á, nói không là gán học, dù ba cực tới đâu thì cũng gán cho con đi học. Nên là cũng gán cấp sách đến trường. Cái đường ngày xưa là cái bờ công tác, nó không có được phải là đường đan, đường nhựa như giờ. Mỗi lần khi mà trời mưa á, là phải dắt cái quần mà ngang cái bụng để mình đi, mình lội á. Thấy ba cũng cực khổ nên là cũng không có ý nghĩ mình nghỉ giữa chừng. Nên là lúc nào mình cũng cố gắng học tập, mình làm cái trách nhiệm người con. Cũng gắng học để mình có việc làm để sau này giúp đỡ cho ba. Nhờ tấm gương hiếu học và sự động viên của ông Nhanh mà cả bốn người con của ông đều phấn đấu học hành, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Người con trai lớn công tác trong ngành ngân hàng, người con thứ hai làm việc trong ngành giao thông vận tải, người con thứ ba là chiến sĩ công an, người con út làm trong ngành kiểm sát. Cả bốn người con đều làm việc tại tỉnh Trà Vinh nên có điều kiện về nhà thường xuyên để phụng dưỡng cha mẹ. Trong vườn nhà ông Nhanh có hai cây dừa khá đặc biệt. Đó là hai cây khuyến học của gia đình,
để đóng góp cho phong trào khuyến học của địa phương. Đã 20 năm trôi qua, phong trào cây khuyến học đã được thay thế bằng nhiều hình thức khác. Nhưng nhiều gia đình ở Nhị Long vẫn còn gìn giữ những cây khuyến học như thế này, như lời nhắc nhở về một giai đoạn gian khó mà đầy quyết tâm nỗ lực vì sự học của con em trong xã. Thì thấy cái trái dừa là nó có kinh tế, rồi cái lúc đó thì có vận động lại một trứng gà nữa. Nhưng mà người ta thấy trứng gà sợ có nhà nó không có nuôi, mà cái đất này trồng dừa thì nó lại nhiều. Ít nhiều gì một nhà cũng phải có 10 cây dừa. Rồi mỗi một lần nó bán vụ một lứa dừa thì nó được trái. Cũng như cái tiền đó để nó mua, cũng như tập vở, cũng như bút chì rồi đó. Rồi đi học. Dừa là cây trồng gắn bó lâu đời với người dân xứ này. Cây dừa cho thu nhập quanh năm, lại ít tốn công chăm sóc. Một số gia đình nơi đây còn trồng các loại cây ăn trái khác xen với dừa như bòn bon, măng cục, sầu riêng, ca cao, cam quýt để gia tăng thu nhập. Cây dừa không chỉ nuôi lớn biết bao thế hệ người dân xứ này mà còn nuôi cả ước mơ đi tìm con chữ. Để hôm nay, những người con của xứ dừa đỏ đều được học hành. Đa phần những người trẻ đều có trình độ đại học, nhiều người trên đại học. Như gia đình ông Phạm Văn Nhanh, trong 4 người con thì có 2 người trình độ đại học, 2 người trình độ thạc sĩ. Sự thành công của các con không chỉ là niềm vui, niềm hãnh diện của gia đình, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã nhà. Đó giờ thì chỗ các em nó cũng như là người con quê hương thì về hỗ trợ là xe đạp nè, rồi nhà, rồi học bổng, rồi các cái dụng cụ học tập, hỗ trợ các cái tiếng đèn đường năng lượng á, ở các cặp tiếng nhựa, có khi là trực tiếp liên hệ để hỗ trợ, và cũng có khi là chỗ xã đó mình có cần hỗ trợ thì mình liên hệ thì cũng hỗ trợ luôn, chứ trước giờ thì phần vận động là không có phần từ chối, là coi như là những cái người con của quê hương, là những cái gia đình của thuộc của xã Nhị Long thì rất là tích cực hỗ trợ cho phong trào khuyến học của xã. Về xã Nhị Long Phú, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tốt ở ấp Dừa Đỏ 2, là một trong những gia đình có truyền thống hiếu học tiêu biểu của xã. Ông Nguyễn Văn Tốt năm nay đã ngoài 80 tuổi, được người dân địa phương gọi thân mật là ông Tám Tốt. Ông có 5 người con, đều có sự nghiệp vững vàng. Gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, cũng như an sinh xã hội tại địa phương. Hôm nay, gia đình ông Tám tổ chức lễ giỗ của mẹ ông. Con cháu về nhà đầy đủ, phụ giúp công việc, mâm bàn cúng giỗ. Ông Nguyễn Văn Tốt từng tham gia cách mạng, hoạt động trong ngành quân giới của xã Nhị Long. Chiến tranh đã cướp đi người vợ đầu của ông, để lại cho ông 3 người con thơ dại. Do phải phục vụ kháng chiến, ông gửi các con cho ông bà nội nuôi dưỡng. Gia đình có khi chạy giặc lên tận Long Xuyên, nhưng không lúc nào việc học của các con ông gián đoạn. Sau 8 năm gà trống nuôi con, ông Tốt đi bước nữa với bà Lê Thị Xuân Huệ, một người phụ nữ hết mực yêu thương chồng con, chăm lo chu toàn cả 2 người con chung và 3 người con riêng của chồng. Trong 5 người con của ông Tám thì có 4 người tốt nghiệp đại học. Riêng người con trai lớn là ông Nguyễn Văn Tràng, do phải đỡ đần cha mẹ chăm sóc các em mà chuyện học hành sớm dở dang. Dù vậy, ông đã nỗ lực vượt khó bằng con đường kinh doanh và hiện là chủ một nhà sách lớn tại thành phố Trà Vinh. Ở đây rất là khó khăn. Hồi lúc mà giải phóng rồi á, đường xá, trường trạm, cầu đường không có.
đi một rất là vất vả, nhưng phải cố gắng, mình phải động viên, phải cố gắng học. Chỉ có học là mới đổi đời, mới phát triển được. Với đất nước mà thanh bình, nếu mà dốt thì tôi không làm được gì đâu. Cho nên mình cố gắng là để cho con nó học. Từ nhỏ tới lớn thế nào mà hãy cha biểu gì là nghe nấy, không dám cãi. Tư tưởng ông lúc nào cũng phải học thôi. Lúc nào là cũng nói giá nào mình khó khổ gì cũng phải lo cho con đi học. Người con gái lớn của ông Tám được người dân trong vùng quen gọi là bác sĩ Thủy. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhiều lần tưởng chừng gian dở việc học do phải cùng gia đình chạy giặt khắp nơi. Nhưng với ý chí ham học và sự động viên, hỗ trợ của người cô ruột, cô gái Thanh Thủy đã làm rạng danh cho gia đình, cho quê hương khi là một trong những người đầu tiên của xứ Dừa Đỏ thi đỗ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1982. Rời ghế giảng đường, bà về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho đến khi nghỉ hưu. Bác sĩ đầu tiên trong nói cả cái tộc họ tôi và cả cái xã Chi Long mà luôn. Người ta tản cư đi hết trơn, đâu còn ai đây. Rất là ít người. Nhà của tôi thì về đây trước đó, ký hiệp định xong là ông già ông về phá giường cược được chứ. Ở đây là lúc đó nó khó khăn vô cùng luôn. Giác sáng là 3-2 bây giờ khuya nước cạn đó, là xuống sông này chài đang kiếm cá tép, phơi khô gỡ lên cho nó trở nó đi học. Được cô Út động viên đi học, được cha động viên đi học, rồi ông nội nữa. Nhưng mà gặp như bác ba, hồi đó bác ba nói con gái học chi nhiều bây, cực khổ quá à. Đi lên đi xuống Sài Gòn đâu phải dễ, một lần đi là từ khuya mấy 2-3 giờ xếp hàng mới có vé xe, đi tới Sài Gòn phải nửa đêm. Một lần đi rất là cực mà cũng một năm Tết mới có về. Cha nói thôi kệ, cô Út muốn cho nó đi học rồi cứ theo cô Út đi, mình cũng ham, không muốn nghỉ. Nó Út cho con đi chứ con không muốn nghỉ học. Thì tôi cũng động viên cho Thủy, mình làm để giúp ích cho gia đình mình trước nhất, rồi sau đó thì cho xã hội quê hương được bao nhiêu thì nên bao nhiêu với cái sức của mình. Nói vậy đó. Ba người con còn lại của ông Tám Tốt đều công tác trong ngành ngân hàng. Những người cháu đều học hành và thành tài. Hiện có 2 cháu đang bảo vệ luận văn tiến sĩ. Sự thành công của các con, các cháu nhà ông Tám trước là để đền đáp công ơn của gia đình, sau là có điều kiện giúp đỡ gia đình trong cuộc sống và cũng có đóng góp cho quê hương trong công tác an sinh xã hội. Gia đình của bác Tám Tốt là một trong những gia đình là giàu truyền thống cách mạng. Thì trước đây thì thời chiến tranh thì bác cũng tham gia vào cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Thì gia đình bác cũng là một trong những gia đình tiêu biểu gương mẫu ở địa phương. Trong thời gian qua thì đặc biệt là hiện nay, bác Tám Tốt thực hiện tốt, rất là tốt các phong trào mà xây dựng xã hội học tập. Các con của bác đều trưởng thành và đã có thành đạt và có cái vị trí ở trong xã hội hết. Thì bên cạnh đó thì bác cũng là một trong những cái gia đình là có cái sự đóng góp vào cái công tác an sinh xã hội ở địa phương rất là tốt. Hàng năm bác Tám Tốt đều tự sức tiền lương của mình và vận động các con của mình để sức ra hỗ trợ là ít nhất 1-2 tấn gạo, tiền mặt là khoảng 10 triệu. Mỗi năm vậy bác hỗ trợ khoảng 100 phần là cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của xã. Con đường này được xây dựng trên phần đất của gia đình ông Tám, hiến tặng cho địa phương. Là một người sinh ra và lớn lên trên vùng quê khó, đi lại khó khăn do cách trở sông rạch, nên ông Tám hiểu rõ nỗi vất vả của người dân, đặc biệt là các em học sinh trong việc đến trường. Khi xã phát động phong trào hiến đất làm đường, ông hiến ngay 2 công rưỡi đất của gia đình và vận động nhiều người cùng tham gia. Mình hồi trước mình đã cực khổ rồi, bây giờ con cháu mình sau này mình muốn nó phát triển hơn, nhưng đâu có muốn như mình hồi xưa nữa. Mà chính mình là mình cũng được hưởng cái độc lập tự do rồi, mà bây giờ đó là đất nước mình phát triển mà dân mình dốt thì thấy khổ, không làm gì được. Mà dân mình học, con cháu mà học được, mình thấy mừng lắm, vui lắm. Ở cái tuổi xưa này hiếm, ông Tám Tốt khiến chúng tôi vô cùng cảm phục khi tự tay đốn tre sửa chữa lan can cầu bị hư hỏng để người dân lưu thông an toàn. Ở vùng đất chằng chịt sông rạch như xứ Dừa Đỏ,
Trước đây khi chưa có cọc, bà con phải đi đường vòng rất xa hoặc đi bằng ghe xuồng rất vất vả. Hồi xưa là không có đường đi, chỉ có đường xuồng không à. Đi bằng xuồng, rồi sau này cái nhà nước mà làm kênh á thì mới có cái con đường này, nhưng mà như đường đất thôi. Rồi sau này cái nhà nước cũng hỗ trợ với bên Mạnh Thường Quân á làm cái được cây cầu. Thế vậy thì cũng là đỡ hơn ngày xưa chứ lắm. Những năm qua, nhờ sự chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương và người dân, những chiếc cầu được xây dựng khắp mọi nẻo đường xứ Dừa Đỏ. Những con đường đất ngày trước cũng dần được nới rộng và thay mới bằng đường đan, đường nhựa như thế này. Mặc dù chưa thể nâng cấp hết các tuyến đường, nhưng giờ đây, người dân xứ Dừa Đỏ đã có thể đi lại dễ dàng. Đường đến trường của các em học sinh cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cũng ngày càng được rút ngắn. Với cái truyền thống cách mạng xã hai lần được tuyên dương xã anh hùng, thì trong nhiều năm qua thì đảng bộ xã cũng tranh thủ được các nguồn vốn của trên, đặc biệt là cái nguồn vốn xã hội hóa từ những cái người con mà quê hương đang công tác trong ngoài tỉnh thành đạt, thì xã cũng kết nối được và vận động hỗ trợ xây dựng cầu, đường, nhà ở, rồi công tác xã hội về giáo dục. Ngày khai giảng năm học mới, khắp các nẻo đường xứ Dừa Đỏ rộn ràng hơn bao giờ hết. Chiếc áo trắng học trò bừng sáng cả một miền quê. Dù trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, người dân xứ Dừa Đỏ vẫn ưu tiên cho sự học của con em mình. Chuyện hiếu học đã trở thành phong trào thi đua của người dân nơi đây. Công tác khuyến học cũng được chính quyền địa phương và bà con nhân dân quan tâm. Những phần quà, những lời động viên ân cần được trao gửi kịp thời để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, chinh phục con đường tri thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người dân xứ Dừa Đỏ đã nỗ lực xóa dốt và quyết tâm đổi đời để làm giàu bằng tri thức, một nền tảng vững chắc để phát triển bản thân, gia đình, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó chính là thành quả ngọt ngào mà biết bao thế hệ người dân xứ Dừa Đỏ chung sức dựng xây, dùng đắp.